Hello, welcome to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với tựa game khủng long nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục lại chơi cái map này. Con đường chết chóc, nhưng mà lần này sẽ là chơi con Spinosaurus phiên bản Spider-Man. Rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ cho nó chiến đấu luôn nha. Let's go. Cắn. Cắn nó đi. Chết mày này, một con. Tiếp theo. Mày à. Hai con. Quạ một phát vứt đi luôn. Con trâu ạ. Mày à. Con trâu à. Chết luôn nha các bạn ơi. Ui. Sẵn háng ở đây rồi. Dậy đi em ơi. Dậy đây. Mày chưa gì hết sẵn háng đây rồi. Chết rồi, chết rồi. Con này của mình bị chết rồi. Nó đấm này, nó đấm đít luôn. Mày thôi dám đấm đít mình luôn. Rồi mình sẽ chơi lại nha. Con này quá yếu. Nào tiếp tục nào. Mình sẽ cho nó chạy lại. Mày nãy mày đấm đít tao á. Chó này. Chết mày luôn. Tiếp theo con kỳ nhông Komodo ạ. Mày một ngoạm. Con này vừa mồm ấy. Quá vừa mồm. Một con cá sấu. Cá sấu à. Một con cá sấu châu Phi. Chết mày luôn. Ngoạ một phát vất đi luôn nha. Không ăn. Một con Underground. Một con xương này. Mày ui con xương cũng có máu luôn. VIP thật. Tiếp theo một con này con gì đây. Quái vật địa ngục à. Mày tiếp theo chó địa ngục. Hellhorn. Rồi. Gặm hẳn vào gai luôn. Thủng mồm luôn. Không sao vẫn gặm. Cắn chết nó đi, đúng rồi. Một con người đá. Nó, ui, nó đấm này. VIP chưa? Ôi, cẩn thận, rơi xuống. Úi dồi ôi. Vật lộn với nó luôn. Chết rồi, chết rồi. Ui. Con này khỏe nhờ. Mày khỏe mà. Một con khỉ đột. Ngoạm đầu nó đấy. Mày à. Một con khỉ đột nữa. Ngoạm đầu nó. Mày à. Tiếp theo là lại một con khỉ đột tiếp. Mày à. Ngoạm đứt đầu luôn. Lại một con khỉ đột nữa. Mày à. Gặm hụt rồi. Mày à. Chết luôn. Chết mày đi. Rồi ok, mình kết thúc video thôi nha anh em. Anh em xem nhé, cho mình like và subscribe nha. Em nhớ video tiếp theo. Một phát cắn luôn, đứt đôi người.